Kính chào tất cả các bác đã quay trở lại với kênh review audio, kênh chuyên review những sản phẩm audio cổ chất lượng cao. Hôm nay giới thiệu đến cả nhà một chiếc radio vô cùng chất lượng. Đây là dòng radio cổ sản xuất năm 1963, nhưng mà nó có một cái vẻ đẹp vượt thời gian, vẻ đẹp vượt trội, bởi vì năm nay nó là 61 năm. Chiếc radio chạy qua 61 năm, đến từ thương hiệu Nationa Panasonic. Nhưng mà các bác có thể thấy rằng là mọi chi tiết thì là còn quá đẹp, quá mới. Mặt nhôm này, lưới nhôm, rồi những cái viền kim loại nhôm, tất cả là sáng choang. Rồi cái phần anten này các bác hết hồn luôn. Anten này cực dài và rất to, nó to như là trên những chiếc này, kích thước rất lớn đấy, mặc dù con này kích thước nhỏ thôi. Máy cầm tay để bàn, gối đầu giường, nó khoảng độ 17-18 phân chiều ngang, chiều cao này chắc khoảng 10 phân. Nhưng mà máy tuyệt đẹp, cực chất, vô cùng hay, mà nó còn quá đẹp, lại còn đi kèm cả bao da. Bao da này vô cùng chất lượng luôn, bao da còn mới, còn rất đẹp các bạn này, lành lặn, trải qua hơn nửa thế kỷ, 61 năm, nhưng mà chiếc bao da này là phải nói là quá đẹp so với tuổi đời. Bởi vì những cái dòng cổ này em thỉnh thoảng có hàng, nhưng mà hầu hết là bao da nó bị rách, nó bị chóc, nó bị bong. Nhưng mà chiếc này như vậy là quá đẹp so với lại tuổi đời các bạn, quá đẹp luôn. Chiếc bao da kèm theo máy nhá, Nationa Panasonic. Các bác cùng trải nghiệm một cái sản phẩm quá chất lượng. Đấy, đây em sẽ quay cho các bác lắm này. Có dây đeo còn đẹp luôn. Từng con ốc con vít này các bác thấy. Những con ốc này người ta làm bằng chắc là inox luôn, hay là nhôm, chắc là inox, thép không dỉ. Mấy chục năm mà còn sáng choang. Chất lượng âm thanh dòng này thì cực tốt. Này, các bác nghe. Những nội dung cần quan tâm và cũng như là mời thêm các chuyên gia, các báo cáo viên từ các hệ thống bộ ngành để giúp cho những nội dung thông tin để thực hiện tốt. Thứ nhất là chỉ số về cải cách hành chính, chỉ số về nâng cao hiệu quả quản trị hành chính công, rồi quản lý của đánh giá sự hài lòng của người dân đối với sự phục vụ của cơ quan hành chính. Về nội dung tiếp theo trong 6 tháng đầu năm thì cũng xác định qua nhiều năm đã thực hiện thì có nhiều mô hình, giải pháp, sáng kiến đã thể hiện trong nhiều năm. Tuy nhiên để đánh giá lại mô hình, giải pháp, sáng kiến đó tạo hình thức lan rộng thì qua đó thì Sở Nội vụ cũng là phát huy vai trò chủ trì phối hợp với các bác. Cái tiếng nó phải nó cực chất luôn, cái tiếng quá hay. Phải nói ngày xưa người ta làm mọi thứ chi tiết nó rất là cao cấp, phải nói là dày dặn, chắc chắn, quá đẹp. Và dòng này có cả đèn này các bác này, đèn nút đỏ này các bác bật này, đó đèn này, đèn rất đẹp luôn. Chiếc radio phải nói là quá mỹ mãn luôn các bác. Cạnh hông này có hai lỗ tai nghe jack adapter. Đấy, rồi nút gạt chuyển băng tần, từng con ốc con vít là cái gọi là mới tinh. Đẹp thật sự luôn, nó quá đẹp so với thời gian các bác. Này các bác tìm một vết xước chắc không có luôn. Và cái bề mặt này này làm nó rất là chắc chắn, dày dặn, nó chống vân tay, chống bám bụi, chống chảy, chống xước cực tốt luôn. Này, model là G804 các bác nha. Này, G804. Này, em quay chi tiết cho cả nhà nhìn. Đương nhiên là sản xuất tại Nhật rồi. Máy dùng 4 cục pin tiểu này. Em mở cho các bác ngắm này. 4 cục pin tiểu, các cái chấu pin mọi thứ là sáng hết, đẹp hết các bác nha. Đấy, nội thất thì là giày đặc kín máy, giày đặc kín máy. Cái dòng này nó là dòng đời cổ cho nên là người ta sẽ sử dụng tới 8 chăn xi to. Các bác có thể thấy là 8 chăn xi to. Đấy, cho nên là cái tiếng thì nó quá hay, vậy nó là tuyệt hảo luôn. Bên này là một cái nút volume, đồng thời là nút nguồn này. Đó. Từng con ốc con vít các bạn thấy này, cứ gọi là mới chắc, mới keng luôn. Hiệu quả tốt hơn trong thời gian tới. Thì đó là một số nội dung trọng tâm đã đạt được trong 6 tháng đầu năm. Và những nội dung còn lại thì tiếp tục sẽ bám sát và cũng như thường xuyên phát động để toàn thể công chức
viên chức, người lao động trên địa bàn thành phố quan tâm thực hiện để làm sao hướng đến việc phục vụ người dân đạt hiệu quả nhất trên tiến trình thực hiện cải cách hành chính của thành phố? Vâng, xin cảm ơn bà Phan Kiều Thanh Hương. Và như lãnh đạo Sở Nội vụ vừa chia sẻ thì có một đội dân... Tiếng to, chợt máy nhỏ nhưng mà tiếng rất to các bạn. Mà cái tiếng nó hay, nó chứ không phải là chỉ to. Cái dòng này là cái dòng nốt tuner nhỉ, tuner là sử dụng cái con lăn này. À, sử dụng cái con lăn rất là thích luôn các bạn này. Đấy, con lăn này. À, đây có hai con lăn nhá. Hai con lăn. Những cái viền kim loại này. Các bạn thấy là nó chất thật sự luôn. Máy dùng hai băng tần MV kép và SV kép. MV kép là dòng sóng AM, còn SV kép là dòng sóng ngắn cả nhà nhá. Tiếng hay thật sự luôn, phải nói là quá là đỉnh luôn. Em mở lớn volume. Đấy, phải dò sóng đã. Đấy, dò sóng, không gần thì không có tiếng sôi máy đâu. Rất là tốt. Đấy. Tính rồi trong quản lý hành chính, cũng như là phục vụ người dân, phục vụ doanh nghiệp. Thì trong cái ứng dụng công nghệ thông tin và chuyển đổi số thì chúng tôi cũng có ứng dụng về AI. Tuy nhiên là ở một cái mức độ cơ bản để phục vụ cho công việc của mình. Thì cụ thể thì chúng tôi có sử dụng một cái kỹ thuật nó là công nghệ máy học để xác định cái khu vực xây dựng công trình dựa trên không ảnh. Thì chúng tôi đưa cái giải pháp này vào trong ứng dụng không ảnh tích hợp Bình Tân để chúng tôi có thể xác định được cái khu vực có cái công trình xây dựng qua các cái thời điểm khác nhau. Thì từ đó mình xác định những khu vực có dấu hiệu vi phạm về trật tự xây dựng hoặc là quản lý về đất đai. Thì từ đó để chúng tôi có sự tập trung chỉ đạo về công tác quản lý về đất đai tốt hơn. Thì đó là một trong những cái ví dụ về áp dụng công nghệ về AI trong quản lý hành chính của quận Bình Tân. Rồi, một chiếc radio cổ sản xuất năm 1963 Nationa Panasonic RF. À, con này là giờ được không có F, giờ 804. Các bác quan tâm đến máy thì các bác nhớ cái model giúp em nhá. Con này là giờ 804. Còn bao da, em lắp bao da vào cho cả nhà ngắm luôn này. Bao da còn lành, rất là lành luôn. Sử dụng em lắp vào cho cả nhà ngắm. Lắp một tay nó hơi khó chút nha. Một tay nó hơi khó chút này. À chả hơi khó. Rồi, cố gắng lắp được cho các bác này. Đấy, bao da, dây đeo, tất cả mọi thứ. Quá đẹp. Long lanh lung linh, lấp lánh lộng lẫy, vô cùng cao cấp, vô cùng chất lượng là Nationa R804 1963 đời cổ. Mới keng sà beng, hoạt động hoàn hảo. Các bác quan tâm liên hệ 0916 950595, một chiếc duy nhất. Các bác không quên cho em xin nút like và đăng ký kênh. Xin kính chào và hẹn gặp lại.